Đây các bác có thể thấy đây là chiếc Mazda CX-5 đời 2017 này. Đấy, đây có màn DVD rồi, nhưng mà màn này đang sử dụng dạng đĩa nha các bác nhé. Hoặc là các bác chỉ có thể cắm cổng USB vào đây để nghe nhạc hình thôi. Đó, thì là vào số lùi đây này. Đấy, khi mà lên cam lùi của nó là rất là bé không ạ? Đó, anh nhìn nó hơi mờ, cam dòng Mazda nó như thế. Đó, thì với cái xe này thì mình sẽ nâng cấp lên màn Android các bác nhé. Đấy, sẽ nâng cấp lên màn Android. Đấy, thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn và vẫn sử dụng giữ zin hết tất cả những cái phím ở trên vô lăng này. Đó, kể cả cái bộ ở dưới bệ tì tay đây các bác nhá. Đấy, sẽ có đầy đủ bản đồ Android, nghe có giọng nói cho các bác. Đó, thì các bác hãy chờ kết quả nhá. Các bác nghe nhá, đây là cái DVD của chiếc Mazda CX-5 đời 2017 này. Đấy, rất là nặng và to đúng không? Đấy, nhưng mà cái màn này thì nó sẽ nghe đĩa đây. À, bây giờ thì gần như đĩa nó ngừng sản xuất rồi, ít lắm. Với lại nghe ở đây các bác sử dụng không được nhiều tính năng lắm. Đấy, thì bác chủ qua bên em và nâng cấp cái bộ màn Android đây. Đấy, các bác có thể thấy là khi mà lên màn Android thì cái mặt giữa này nhìn nó sẽ đen bóng và nó đẹp hơn cái này đúng không ạ? Đấy, và cái kích thước này nó vẫn là cái trà viền như thế nha các bác nhá. Đấy, chẳng qua là kích thước ở bên trong màn nó sẽ to hơn thôi. Đấy, chứ nhiều bác cứ bảo là lên màn thay thế màn Android thì mình sẽ phải chế dưỡng, nhưng mà không phải. Bây giờ nó có dòng dưỡng dành riêng cho tất cả các dòng xe nhé. Đó, thì mỗi xe sẽ có một cái dưỡng khác nhau. Đó, thì cái màn zin này rất là nặng này, đúng không? Đây, còn màn này chắc phải 5-6 cân các bác ạ. Đấy, thì sau khi mà mình lên màn Android thì nó sẽ mỏng hơn và nhẹ hơn đây. Thì tất cả các tính năng ở đây giữ nguyên zin này. Đấy, các bác có thấy không? Thì phím ở đây mình vẫn kiểu, đặc biệt là riêng Mazda thì nó sẽ có Mazda Connect thì mình sẽ sử dụng. Đấy, với những dòng như đời này thì mình vẫn giữ nguyên được cái bộ điều khiển ở trên cái bệ tì tay này. Đó, và bây giờ các bác cần sử dụng thì mình chỉ cần ra lệnh giọng nói trên này thôi. Đó, các bác bấm vào đây là có thể điều khiển ra lệnh được. Đi đến bến xe Mỹ Đình. Đó, ngay lập tức thì màn hình nó sẽ mở cái ứng dụng bản đồ cho mình đúng không ạ? Ở đây nó sẽ có vài cái bản đồ cho các bác lựa chọn. Đấy, ví dụ như là Google Map này, Việt Map hay là Navitel đúng không ạ? Đấy, thì mình muốn đi bằng bản đồ nào thì mình sẽ cần sử dụng đấy. Ra lệnh giọng nói thôi ạ. Đây, mình có thể chạm vào đây. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Navitel. Đó, ngay lập tức nó sẽ mở cái ứng dụng Navitel luôn cho mình đúng không ạ? Và cái những cái bản đồ như là Navitel hay là Vietmap thì nó sẽ có cảnh báo tốc độ cho các bác nhé. Nó là bản đồ offline. Đấy, còn các bác chỉ cần sử dụng cái điều khiển giọng nói này để ra lệnh nghe nhạc, ra lệnh cho nó để nó mở cái điểm đến của mình thôi. Đó, đây các bác có thể thấy đây là cái tốc độ khi mà mình di chuyển trên cung đường này, các bác không lo bị phạt nguội nữa hay đi quá tốc độ nữa rồi đúng không ạ? Đấy, rất là tiện luôn khi có màn Android. Các bác không phải dùng cái giá đỡ điện thoại ở trên này nữa. Đấy, và tất cả nghe gọi ở đây rảnh tay hết. Đấy, rất là tiện luôn. Và đây, điều đặc biệt đó là cái cam lùi đúng không ạ? Đấy, thì khi các bác lên màn Android thì nó sẽ có camera. Đấy, góc rộng này. Đấy, và cái độ phân giải là AHD các bác nhá. Lên nó rất là sắc nét luôn.